Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này, tại nhiều địa phương đã gần hoàn tất việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên. Cùng với đó là việc sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây là cuộc tiếp xúc cử tri của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tại huyện Kỳ Anh. Các ứng cử viên này đã hoàn tất việc tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động theo luật định. Và điều quan trọng nhất, cử tri đã được trao đổi với các ứng viên về nguyện vọng của mình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn. Tôi hy vọng là các ứng cử viên sau này trở thành đại biểu Quốc hội thì mang hết cái tâm huyết để hoàn thành cái nhiệm vụ của một đại vị đại biểu Quốc hội và góp một phần công sức trí tuệ giúp quê hương Hà Tĩnh nói chung và huyện Kỳ Anh trong các cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Hương Khê, với địa bàn khó khăn có nhiều xã vùng biên, tuy nhiên đến thời điểm này việc tổ chức tiếp xúc giữa các ứng viên và cử tri diễn ra thuận lợi. Thông qua tiếp xúc trao đổi kỹ lưỡng chương trình hành động của các ứng viên, cử tri cũng có cơ sở để có những đòi hỏi cao hơn đối với những người sẽ đại diện cho mình tại các cơ quan dân cử. Một số đại biểu cùng vào nhưng mà không thực hiện đúng cái lời hứa cam kết cho nhân dân. Cho nên là chúng tôi đề nghị là tất cả các ứng cử viên cùng cử lần này là cần phải rút bài học kinh nghiệm và đồng thời phải cam kết với người dân là phải hứa như thế nào, thì phải làm cho người dân ra đó để chúng tôi có cái độ tin cậy càng ngày càng cao hơn. Với đặc thù là địa bàn có đường biên giới, đường bờ biển dài, thì ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử sắp tới, lực lượng bộ đội biên phòng một mặt cử cán bộ tham gia ứng cử vào các cơ quan dân cử để truyền tải những kỳ vọng của cử tri trong việc giữ an ninh, trật tự xã hội, phát triển kinh tế tại những địa bàn biên giới. Mặt khác, đã phối hợp với chính quyền nơi đây đảm bảo tốt nhất các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Chương trình hành động của tôi sẽ trực tiếp làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Nhân dân huyện Hương Khê trong phát triển và nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn cũng như cán bộ chiến sĩ và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ở cái địa bàn vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn. Bà con thì lao động sản xuất có khi ở trên nước hoặc là để đánh cá thì có khi đi hàng dài ngày, thì việc để tập trung là không dễ dàng. Thì ngoài cái việc tuyên truyền tập trung, loa này, tờ rơi này, thì biên phòng của chúng tôi là xuống có khi xuống từng thôn, từng xóm đấy, hoặc đến cả từng hộ gia đình. Cùng với trọng trách đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử toàn quốc, Bộ đội Biên phòng đã cùng với tỉnh Hà Tĩnh vận động cho người dân hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc lựa chọn đại biểu có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.